Chào tất cả anh chị đã đến với buổi tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay, Bảo sẽ cập nhật lại sản phẩm máy khoan Nanya 3 chức năng motor từ đầu lốc. Đó bán rất là nhiều nha, 1.350.000. Nhưng mà anh chị yêu cầu test máy quá trời, dù đã mua nhưng mà cũng chưa xem clip Bảo test. Thì tối ngày hôm nay đây, Bảo sẽ test lại những công năng của máy 3 chức năng đem đến cho anh chị mình á. Chưa mua có thể tham khảo con máy Nanya, nhà máy lắp đặt tại Taiwan này. Con máy này nó khá là khỏe nha, bóp máy nếu mà bóp tay bao đứng luôn. Rồi lúc mà anh chị mình mua, trước tiên là máy này sẽ là thùng lớn nè. Đó, thương hiệu Nanya, nhà máy là Taiwan nha, có in ở trên máy, cũng có nhiều anh chị bình luận hỏi luôn. Rồi bên trong máy á, thì Bảo sẽ giới thiệu lại một tí xíu nha. Đó, sản phẩm này là đi kèm hai pin lớn nha. Pin lớn là pin mới không à. Đó, sản xuất ngày 22 tháng 4. Về đây đi tàu thủy, tàu biển thì nó mất một tháng mấy mới tới đây, nên là giờ tháng 6, gần hết tháng 7 chứ. Đó thì pin là vừa mới, sạc lớn này, to và rất là bóng, sạc 4A nha. Cho dòng sạc cho pin cực kỳ nhanh, đáp ứng anh chị khoan tường nè, bắn vít làm thạch cao, lợp tôn sắc dày. Con máy này cực kỳ đáp ứng là dư tải luôn nha, để anh chị mình xài. Thùng á, thì thùng khá là lớn luôn nha. Rồi Bảo sẽ qua máy một tí xíu nè. Hàng chính hãng Nanya Taiwan, thân không là được bảo hành 12 tháng là anh chị biết quá nhiều rồi. Đầu á, là đầu lốc theo kiểu là sản phẩm Makita nha. Đầu lốc nhẹ nhàng lắm nha. Đó, bóp vào, anh chị cầm tay ở đây siết lại, cứng ngắc luôn, để giữ mùi nó sẽ tốt hơn đầu thông thường. Mà mức giá motor từ nè, body compact loại lớn, lực máy lên đến là 90 Newton là ở cấp thấp nha. Với model máy á, là Nanya K79 mà lực siết cao, motor là brushless không chổi than này, nhà máy là made in Taiwan nha. Đó, sản phẩm này á là vòng tua máy là từ 0 đến là 760 vòng, là cấp chậm trên đầu nè, cấp nhanh là từ 0 đến là 1850 vòng, nên là cho lực rất là đà luôn. Đó, âm thanh tuyệt vời nha, thẳng đứng chắc luôn. Rồi bóp tay á, sản phẩm này sẽ là 3 chức năng. Chức năng đầu tiên á là từ 0 đến là 20, cấp 20 bóp không nổi đâu anh chị ơi. Đó, đây, này là đã cứng, lực đã cao rồi. Tiếp tục là chức năng khoan gỗ này, khoan sắt này, và chức năng khoan tường. Rồi, bên hông thì công ty cho anh chị mình thêm lỗ tay cầm nha. Nhưng mà máy chưa có tay cầm đâu, gắn tay cầm máy mài vào là xài được rồi. Body compact nên là nó sẽ ngắn hơn mẫu cũ, nhưng mà to hơn vì bề rộng nha, nên là lực siết con máy này khá là khỏe, khoan búa là kinh khủng lắm. Đó, rồi về phần thiết kế máy á, thì máy này sẽ trang bị một lớp tu này. Bên này á, sẽ có chữ brushless, tức là không chổi than, BL ở góc này. Tiếp tục công tắc điều tốc ra vào nhẹ nhàng nha, có đèn chiếu sáng, đương nhiên sẽ có báo pin ở trên máy luôn. Rồi tiếp tục chân pin là chân pin phổ thông, pin là pin Nanya 21V này, pin 5.0A, cho anh chị xài lâu hết pin hơn nha. Đó, với mức giá chỉ có 1.350.000, mình được một con máy Nanya, nhà máy nằm tại Taiwan, motor từ này, body compact, nhưng mà giá nguyên một bộ hai pin phổ thông, một sạc chỉ có 1.350.000 thôi, là anh chị được một con máy chính hãng như này. Thân máy bảo hành 15 tháng, à 12, pin sạc bảo hành 6 tháng toàn bộ cho anh chị mình. Rồi, Bảo sẽ đi ra test thực tế lúc mà anh chị xài con máy này nó sẽ ra sao, theo yêu cầu của rất là nhiều quý anh chị nha. Rồi, bây giờ Bảo sẽ test thực tế sản phẩm Nanya K79 này nó sẽ làm việc ra sao nha. Đó thì sắt tôn mỏng với là sắt mỏng á, con này bắn nó đơn giản quá rồi. Mình xài những cái sắt mà dài 4-5 ly này, bắn thực tế cho anh chị mình xem nha, để cho anh chị mình biết nó sẽ mạnh như thế nào. Rồi đầu tiên là sắt Y 4-5 ly nè. Đó, máy này á, nói chung là hoạt động cực kỳ nhẹ nhàng, vì do con máy này nó quá khỏe đi. Rồi, tiếp tục
tục máy này vào rất là nhẹ nhàng ở cái chỗ á, vòng tua nó siêu nhanh nha, 1850 vòng, vào nhanh kinh khủng lắm anh chị nè. Đó, bảo test thực tế nha. Đó, bắn cực kỳ lẹ làng luôn. Rồi, 4 con này, nói chung là bảo làm cả chục con. Nói chung là máy này nó dư tải mà, nên là anh chị cứ thế là bắn thôi. Ở nhà lợp tôn, xài thích, xài khỏe, nhanh mà mạnh, dư tải lấy con này. Mức giá nó quá rẻ đi, K79 1.350.000 à. Đó anh chị thấy không, mai giờ là cũng gần cả chục con rồi đấy nha. Cực kỳ nhanh, đơn giản nhẹ nhàng. Rồi mình qua bắn gỗ đi, ốc dày dài 10 phân xem nó sẽ ra sao nha. Đó, rồi bảo sẽ bắn thử hết cốt cho anh chị mình xem. Đơn giản nhẹ nhàng, nói chung là nó quá khỏe trong tầm giá luôn. 1.350.000, trời ơi, nó vào một cái một quý anh chị à. Đó, vào ầm ầm luôn nha, tua nhanh vào cực kỳ lẹ làng luôn, làm 4 con liên tục để cho anh chị mình biết K79 nó trâu bò cỡ nào. Đó, con máy này á, qua khoang bê tông luôn cho anh chị mình xem nha. Rồi bật qua chức năng búa nè. Nhẹ nhàng cực kỳ, mũi rất là lớn và dài nhá. Đó thì bảo qua đơn giản cực kỳ. Rồi khoang bê tông nó khá là cứng, do là mũi nó cũng nói chung là không ngon, mũi thường thôi. Cái này dùng để khoang tường thì nó nhẹ nhàng cực kỳ. Giờ mình đi qua khoang tường thử cho anh chị mình xem nha. Nói chung là bê tông á, với là mũi khoét, con này hoàn toàn đáp ứng được luôn. Đó, khoang tường, khoang tường gạch thì nói chung là nó quá nhẹ nhàng, mũi nó mà ngon một tí xíu nữa thì nó vào rất là sâu. Đó, đơn giản lắm nha. Đó, đó, đơn giản lắm. Thì bảo test hết công năng của máy luôn.